Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý, ngày 2 tháng Giêng, chủ trì họp báo quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tháng Giêng 2020. Tân Chủ tịch Quý cho biết Việt Nam sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra trước Hội đồng Bảo an. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng Giêng có nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông lên Hội đồng xem xét hay không? Not this. Ông Quý trả lời là không, nhưng nói thêm rằng Việt Nam sẽ bảo đảm rằng phái đoàn của ông đang theo dõi tình hình Biển Đông một cách cẩn thận. Ông lý giải, hội đồng thường có hành động khi một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế xuất hiện. Các thành viên hội đồng bảo an lần lượt giữ chức chủ tịch hội đồng bảo an theo thứ tự bảng chữ cái của tên nước bằng tiếng Anh. Nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài một tháng, phiên chủ tịch hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc của Việt Nam tiếp theo sẽ là tháng 4 năm sau. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên hiệp quốc bầu. 10 ghế không thường trực Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý. Mỗi thành viên thường trực và không thường trực nắm một lá phiếu, nhưng chỉ 5 thành viên thường trực mới có quyền phủ quyết.